Mai Tuấn xin cảm ơn sự trở lại của quý khán thính giả và sau đây là phần tin thế giới. Thưa quý khán thính giả, bản tin đầu tiên cho biết là trên toàn cầu hiện nay đã có hơn 65 triệu ca nhiễm COVID-19. Và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng chỉ trích các quốc gia coi thường đại dịch. Thế giới ghi nhận có 65.455.000 người ca nhiễm và khoảng hơn 1.500.000 tử vong. Như vậy là tăng lần lượt từ 671.000 trong một ngày và 12.000 ca chết, trong khi 45 triệu người đã bình phục. Đó là báo cáo của tổ chức World Meters. Ông Guterres đã tuyên bố như sau: ngay từ đầu, Tổ chức Y tế Thế giới đã cung cấp thông tin thực tế và chỉ dẫn khoa học đáng lẽ nên được sử dụng làm nền tảng trong phản ứng phối hợp toàn cầu. Không may là nhiều chỉ dẫn đã không được thực hiện. Trong một số trường hợp, một số nước đã bác bỏ sự thật và phớt lờ chỉ dẫn. Khi các nước tự đi theo con đường của riêng mình, virus đã lây lan khắp nơi. Đó là lời nói của ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đưa ra tuyên bố trên trong một phiên họp đặc biệt về COVID-19 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 3 tháng 12 vừa qua. Nhưng ông đã không nêu tên quốc gia cụ thể nào. Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới hiện nay, cũng như Brazil là nước thứ hai và nước thứ ba đó là Ấn Độ ở bên châu Á. Các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là châu Âu, bản tin sau đây cho biết là tại nước Đức, tình hình đại dịch có vẻ khá hơn đôi chút. Nước Đức ghi nhận chỉ mới có 22.898 ca nhiễm và chỉ mới có chưa đến 500 người tử vong, nâng tổng số lên lần lượt là từ 1.128.000 và 18.260 người tử vong, tức là trong một ngày so với con số nói chung vừa qua. Các cuộc tụ tập riêng tư đã bị giới hạn xuống còn 5 người từ ngày 1 tháng 12 vừa rồi và số lượng khách được vào các cửa hàng cũng giảm xuống. Bộ trưởng Y tế của nước Đức là Jens Spahn cho rằng nước này có thể bắt đầu tiêm chủng muộn nhất vào tháng 1 năm sau. Phản ứng của Đức trước làn sóng COVID-19 đầu tiên được đánh giá rất cao, nhưng sau khi nới lỏng các biện pháp phòng dịch khi làn sóng thứ hai tấn công vào châu Âu, số ca nhiễm được ghi nhận khá đáng kể. Bên cạnh đó thì đông đảo người dân đã trở nên tức giận vì những lệnh hạn chế dẫn đến các cuộc biểu tình. Bản tin nữa nói đến nước Nga là nước đứng thứ tư thế giới về dịch virus corona. Nga là vùng dịch lớn thứ tư ở trên thế giới hiện nay, ghi nhận thêm 28.145 ca nhiễm và 554 người chết trong vòng 24 giờ. Nâng tổng số lên lần lượt là 2.375.000 người và 42.000 người chết. Bà Anna Popova là giám đốc cơ quan giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nhân quyền Liên bang Nga hôm 1 tháng 12 đã cho biết tình hình dịch tại nước này đang có xu hướng đi chậm lại. Tuy nhiên thì thủ tướng của Nga là ông Mishustin đã nói là đại dịch vẫn khá nghiêm trọng tại nhiều vùng trên cả nước. Đáng lo ngại nhất là thành phố Kaliningrad và St. Petersburg. Thay vì áp dụng các lệnh phong tỏa trong làn sóng lây nhiễm thứ hai, thì Nga đã chọn phương án hạn chế theo từng khu vực. St. Petersburg yêu cầu các quán cà phê, các nhà hàng, các bảo tàng cũng như nhà hát và phòng hòa nhạc của thành phố đóng cửa trong kỳ nghỉ đón năm mới, tức là vào khoảng thời gian từ lễ Giáng sinh đến đầu năm 2021. Tổng thống Putin của nước này đã yêu cầu triển khai vaccine Sputnik 5 trên tất cả nước vào tuần sau. Ông nhấn mạnh giáo viên và nhân viên y tế sẽ là những người đầu tiên được trích vaccine Sputnik 5. Và sau đây là bản tin sau cùng nói đến nước Iran vừa cho biết là họ sẵn sàng tỏ thiện chí nếu Hoa Kỳ và châu Âu tuân theo thỏa thuận hạt nhân. Đó là thỏa thuận hạt nhân khối P5+1. Ngoại trưởng của Iran là ông Javad Zarif cho biết hôm thứ Năm 3 tháng 12 rằng Iran sẽ tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận năm 2015 nhằm ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân nếu
cả Hoa Kỳ và châu Âu đều tôn trọng các cam kết ban đầu của họ. Tổng thống Donald Trump đã từ bỏ hiệp định năm 2018 vì cho rằng không đủ để hạn chế các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran, cũng như không đủ để chặn tầm ảnh hưởng cực đoan của Iran ở vùng Trung Đông. Ông Joe Biden, tổng thống tân cử, cho biết ông sẽ tham gia trở lại nếu chính quyền Tehran có bước đi trước để tái tục việc tuân thủ nghiêm ngặt bản thỏa thuận. Ông Biden cũng nói là ông sẽ làm việc với các đồng minh để củng cố và mở rộng thỏa thuận. Thưa quý khán giả, đó là bản tin sau cùng về thế giới và sau phần thông tin thương mại. Mời quý vị trở lại để nghe tiếp một số các tin về châu Á. Trong đó có một vài tin đáng chú ý như sau. Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai của thế giới hiện nay. Thủ tướng Thái ông Chan-o-chan được tại chức khiến cho người biểu tình phẫn nộ.